Hello, hello, anh nhớ Shimika, Phương Mita. Xin chào các anh chị các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học khóa tiếng Hàn cao cấp phần luyện nói bài số 2 các chị các bạn. Qua hát qua mire, Boki wakachi kisaren boko, Sachin, Chachinen muasin senkak hennji, Iyagi hago, Tarun saramike, Almachin joandu, Haibo shipshio. Chúng ta sẽ gì tôi nghĩ là các bạn tiếng Hàn cao cấp cho nên tôi sẽ không dịch những câu thông thường cái gì các bạn ha. Chỗ Ấn Độ là do những cái lời khuyên là anh mắt chinh nè, anh mắt chinh chỗ Ấn Độ hay bố ship số à, ta lên sao làm mấy kè cái này người khác. Mira en bắt ta sốc ở đó chung cần hành ta việc mà đi lại đi làm trong lòng đại biển ha, trong tương lai nè, sang sang sốc với sơ man chuẩn chế hà nền bà tá sốc tô xì gà hân xin lo na thà nan chuẩn bị lên hà cô ít ta à, chẳng man bà ta sốc tô xì gà cả nền hàn cá hay sơ hay chỗ nè à, cơ mô rin ô sân chất cơ rô à, su áp ế càng hè giá chicken suap e kang han yurito keban te ernen de ha to Dubai he bian na ha Dubai he bian 20 meter he che tier chinen hotelin baro yurirun ha yong he thức xúc cái hotel ở đi sơ tân bà ta shopping bon suy kê han về trường các anh chị các bạn. Đây là một cái bài cũng thường cao cấp. Thiên nhiên là sẽ có những cái bài đọc mình về sẽ cụ hỏi hơn là các anh chị các bạn. Giờ đây tôi sẽ tương lai bạn sẽ đi làm trong trong lòng biển ha, trong lòng biển ha vậy không? Thì ở đây là sang sang sốc Isman chỉ nằm trong trí tưởng tượng à à chuẩn chế hai nền bá tả sốc Toshika hơn xin lỗi là thà nan chuẩn bị đến hạ cội tả đang thành phố biển chi tô bốn tồn tại trong trí tưởng tượng đang chuẩn bị xuất hiện trong hiện thực ha à, đang chuẩn bị xuất hiện trong hiện thực nè à, chân mến một thành phố dưới biển có thực sự khả thi không không chân mến bà ta sốc Toshika cả đường hàng có đúng không. Hai chờ cờ mưa lớn những tòa nhà dưới biển ha, hai chờ cờ mưa lên tòa nhà dưới biển nè, hai chờ chờ là dưới các bạn, hai chờ dưới biển ha, dịch luôn he là biển chờ là dưới, ủ sinh cho cờ rô su áp cạn hai giá thì phải sao thì phải chịu được cái áp lực nước á, phải được chịu được áp lực nè, chơi kinh su áp này gần đây sao su áp cạn hành yurito kêu bàn chết nên để gần đây là cái đã có quả gì đã phát triển khiến chịu lực được áp lực nước cũng được phát triển ha. Nên sao nữa à, ở sao khách sạn này sẽ được xây dựng dưới đáy biển à, cách biển bãi biển Dubai 20 m ha à, khách sạn này đó chính là sử dụng kính để cho phép có thể khách có thể nhìn thấy từ biển từ mọi nơi trong trong khách sạn ha. Quan sát kê hành như như ta à, thức xúc cách là thu xúc khách là khách khách ở khách sạn và thu xúc khách nè thì à, thu xúc khách ấy à, thu xúc khách ấy đọc là thu xúc carry kaki thu xúc kaki hotel ở t-shirt bất cứ nơi nào và ta xúc đến bọn số ít kê hành dường là có xe bất cứ được trong lòng biển từ bất cứ lúc nào ha. Ý kia sao châm bố xe ổ mì rè ưu đi cả bà ta xúc kia sao sẵn chi tổ mùa đến đều nghe nói rằng là trong sau này là chúng ta lại có hỏi gì à, chúng ta có thể sống ở trong biển đó luôn ha, sống ở trong biển San Chito một đêm à, xem bài báo này đi à, cho tôi cứ kisa lên bắt sợi họ tôi đã xem bài báo rồi siêu áp e cảng han dù đi lên kéo bàn hết ta kia mình ha mình mới học cấu trúc ta kia các bạn à, cấu trúc ngữ pháp mình học mới học luôn đó, ta kia mình dịch nghĩa là gì nè à, tôi quay là tôi ôm cho anh chị các bạn thấy luôn ha. Tại kia dịch nghề vì nghe nói là đúng không vì nghe nói là nên à. À, vì nghe nói là đã phát triển nè đã phát triển cái gọi kính mà chịu được cái áp lực nước là Ike muốn gì
Internet is chacha buru cô hiểu. Chúng ta thử đi tìm trên mạng internet nó là gì đi. Tôi đã đi tìm trên internet nó là gì rồi. Tôi bay sơ hay cho hồ gia đình chứ ta tên ta ni cả cái ta đã bố chi dầu. Cho nên là khách sạn sẽ xây dựng dưới đáy biển, các bãi biển Dubai là 20 mét này, để khách sạn nhà chúng tôi đang xây dựng một khách sạn dưới biển của Dubai. Và chúng ta hãy chờ xem đi, Kitarabu Chisio. Nghe nói rằng là gì ha? Chitani Tony, nghe nói rằng là như vậy. Chân bao kia nâng cả nâng hành trì khi ta tuyên này sẽ mong xem được gì thật chất nó có khả năng được như vậy không mà tôi đang mong đợi đây. Đó là cái câu chuyện đó là gì ha các nhà bạn, tạm thoại ha. Tiếp theo mẫu thứ hai là mình nói về Pyojin Chinin robot Kevin phát triển một cái loại robot mà có biểu cảm được gương mặt này là hào. Thì tại tiếp theo là Tan Nebueto Mul Chunje thấy không, nước tồn tại trên bề mặt bên trong bề mặt trăng này ha, bên phía bên trong của mặt trăng. Chakasuri Chakasuri Smart Plastic Kevin phát triển một cái gì, phát triển một loại polymer mới mà có thể tự sửa chữa bệnh nứt ha. Chakisuri nè, có thể tự sửa chữa bệnh nứt. Rồi polymer thông minh mới là đó là gì ha. Thì đây những cái loại là tin tức mình có thể nói thành một vài đàm thoại anh chị các bạn, có thể luyện nó ha. Tiếp theo mà số 2, Sumun Seki Isip Seki ơi Yaksa Chakin Kahak Sajin Chakin Turun Mua Sinh Chi Where Kuren Shito Ga Isis Nhimya. Nên phải thử nghiệm ha. Tại sao phải thử nghiệm vậy? Hukun Kwa Atan Interi Hiranat Nini Chin Mukko Tap Hai Chip Shio. Tức là cái thử, bất cứ một cái phát minh nào bắt buộc phải có sự thử nghiệm các chị các bạn. Thì đây là mình nhìn vô cái hình mình đặt đoạn hội thoại các chị. Ở đây mà có là Yendo nè, Yendo là năm 1903 đúng không, xa kênh sự kiện là gì, Light to Hunche, tức là hai anh em Light, các bạn biết hai anh em nhờ Light thôi đúng không. Churchill ở trong rất bị hèn là phát triển một cái máy bay động cơ có động cơ đầu tiên nhất luôn nè. Công kia ta nên mua cơ bị hèn kỳ kê rin thago sự sửa đổi thống nhất rồi là Narata. Bay bằng cái động lực ha, thực tự bay tự hành bằng động lực. Việc mà mang một cái máy bay mà mang luôn một cái động kia cơ so nặng hơn so với không khí mà bay lên được ha. Hàng công si tê rin do nên chất cơ tèn đà. Thì đây chính là cái bước đầu tiên trong việc phát triển thời đại hàng không ha. Các anh chị các bạn ha. Thì đây là mình hỏi đặt câu hỏi đi. Chen Kubek Samyan này nên ở tên giấc xa chất in đi ít. Có sự kiện gì mà xảy ra vào lúc năm 1903 xảy ra sự kiện lịch sử nào không? Không. Right to Hanjika Checho ơi, thống nhất bị hèn nghe sừng cùng hành thì dồ. Anh em nhà B-Pride đã thành công trong chuyến bay đầu tiên được trong chuyến bay đầu tiên nè. Mở bay trong chuyến bay và động cơ đầu tiên thành công ha. Mà các bạn có động cơ đầu tiên đó các chị các bạn ha. Right to hành chế nên về khu đơn sĩ tố rinh hết tình cần cài yếu. Tại sao anh em lại cố gắng như vậy để thử thử nghiệm như vậy ha, về khu đơn sĩ tố rinh là cố gắng thử nghiệm gì ý cho nên cả bion dân kỳ cú bị hàng ngân cả nâng hết tèo. Vì người ta nói rằng chiếc đây có thể bay là do kính khí cầu nhẹ ha. Dân kỳ cư bị hèn là kính khí cầu nhẹ nè. Cơ đinh đè mua cơ bị hèn kỳ kê đinh tha gô tông nhất in dòng hệ sò nan cô già hết tên cực cách thời dò. Cho nên là nghĩa là nó đang cố gắng sử dụng cái sức mạnh động cơ của cái máy bay để bay được, mặc dù là nặng ha. Mặc dù là mang cái một cái thiết bị nặng nhưng mà có thể bay được nhờ gì, sử dụng cái động lực nè, động cơ nè, động rơ nè, động cơ hay chạy ha. Kukashi hăng công si tế đến giờ nên chất cơ đơ mi tế ớt
kết cùng nhau. Đây là cái bước đầu tiên việc mở ra một thời đại hàng không ha, hay cái gì các bạn ha, cả kỷ nguyên hàng không ha nè. Kuranshito Tsukune à, cũng nhờ vào cái sự thử nghiệm đó là Onnan Urika Bihengiro Sekerunan Su Ike Ten Kachio. À, bằng đó khiến chúng ta có thể bay vòng quanh thế giới ngày nay bằng cái máy bay hay gì các bạn ha, có thể bay vòng quanh thế giới này bằng cái máy bay anh chị các bạn ha, rất là hay ha. Thì qua bên cạnh đó có những cái phát minh tiếp theo đây, sự kiện từng cái các anh chị các bạn có thể luyện tập anh chị các bạn ha. Đó, ví dụ như là thụ tinh trong ống nghiệm nè, đầu tiên là Alexander Fleming nè, tiếp theo là gì, phát minh ra bom nguyên tử vụ nổ nè, quân cha phốc thanh ba miên nè, phốc bay nè, bom nguyên tử vụ nổ đó nè, vụ nổ Nhật chắc Hiroshima đó các chị bạn ha, Hiroshima nè, Nagasaki mà Hiroshima và Nagasaki là hai thành phố bị ném bom nguyên tử đầu tiên luôn ha. Ngày năm 1978 thì em bé thụ tinh trong ống nghiệm ở Anh nè, đó Thành Sen nè, không Dương Cúc Cơ Sơ này, Siam còn Aki Thành Sen, Bốc Chê Giang, Tôn Ly ha, và Thành Sen nó thụ tinh con động vật nhân bản ha, con bú đầu tiên luôn ha. Đó thì đó là những sự kiện mà mình có thể đọc với các chị các bạn, tạo lên Dolly and the Ship, đó là con cầu ha, Dolly the Ship nè, con cầu nhân bản ha, nhân tạo ha. Thì đó là những cái phần mà nội dung của sự kiện và các chị các bạn có thể nói câu chuyện đây ha. Và phần thứ ba đây là phần liên nghe ha, phần liên nghe thì đây là phần liên nói ha. Cảm ơn các chị, các bạn đã theo dõi video ạ.